Kính thưa cả nhà, kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin kính chúc đại gia đình một ngày mới, một tuần mới tràn đầy hy vọng, tràn ngập niềm vui, tràn đập hạnh phúc. Hôm nay kênh Hoa Lan Thiện Phượng sẽ tán mạn một chút về dòng hoa lan Đai Châu. Có tên gọi là Đai Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm nhé cả nhà. Cái tên gọi này thì nó xuất phát từ các vùng miền, chẳng hạn là miền Nam, miền Trung và miền Bắc ạ. Trước mắt cả nhà là bông trắng tím. Trắng tím là khuôn bông là màu trắng và có điểm tím, các cái điểm tím ở trên những cái cánh hoa. Những cái bông hoa này là nở vào đợt xuân 2022 cả nhà nhé. Với tên gọi là Đai Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm, trước mắt cả nhà đấy là một bông hoa màu trắng tuyền. Cũng tùy vào các cái cách chơi của từng người, từng bác. Thì có bác thì là thích chơi màu này, bác là thích chơi màu kia. Thì mỗi mỗi một cái màu hoa của cái màu Thái này thì là nó có một cái màu đặc trưng riêng, màu đẹp riêng. Đây cả nhà này, đây là màu hồng cánh sen. Cánh sen thì nó cũng có màu đậm này, màu nhạt này, màu lơ lơ tím cả nhà. Nói chung là nó rất nhiều khuôn bông và rất nhiều màu, tức là nó không có phải chuẩn như trên màn hình ở đâu ạ, mà nó còn tùy vào những cái sắc thái, những cái sắc tố ở trên cây mà khi chăm sóc thì là nó do các cái môi trường quang hợp nên nó ảnh hưởng đến cái màu hoa. Ánh nắng ít, ánh nắng nhiều, thế nên mà nó cứ không phải là 100% nó sẽ là hồng cánh sen, nó sẽ màu như thế này các bác ạ. Đặc trưng của cái màu hồng cánh sen này thì nó là một màu mới, cách đây cũng vài năm thôi, nhưng mà nó cũng rất là đẹp cả nhà nhé. Đấy, ngoài ngắm hoa thì những các cái cánh hoa mà mùa mùi thơm đặc trưng của những cái dòng Đai Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm là nó là ý nghĩa hơn, là nó nở vào mùa xuân ạ. Mùa xuân nó gọi là Nghinh Xuân đấy, tức là nó chắc là cũng có những cái suy nghĩ, cái nở vào mùa xuân, ý nghĩa vào mùa xuân, nên mà cái Đai Châu cái tên gọi là Nghinh Xuân thì nó cũng là một phần như vậy. Còn Ngọc Điểm thì Ngọc Điểm là trên những cái cánh hoa là nó có điểm những các cái điểm 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 tím, điểm hồng, thì là nó như ví như là một cái viên ngọc ấy, mà có điểm các cái điểm tím ở trên đấy, thế nên người ta gọi là ngọc điểm là vậy. Nó như một cái viên ngọc rồi điểm các cái điểm tím vào đấy cả nhà. Đai Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm, đây là màu trước quý vị đang xem là màu tím đậm hay là màu đỏ đậm cũng được theo tên gọi. Nhưng mà có một cái màu đặc trưng là màu đỏ đốm, màu bò sữa. Cái màu bò sữa nó rất khó phân biệt cả nhà nhé. Vì là nó 100 bông thì nó sẽ là 100 các cái bông khác nhau, chứ không có cái bông nào giống cái bông nào đâu. Nó cứ rất khó đấy. Nhưng mà đã là chơi thì bông nào nó cũng là đẹp cả nhà. Nhưng mà cũng theo sở thích của từng bác là chơi để hợp phong thủy thì tránh màu này tránh màu kia thôi. Với cái dòng Đai Châu thì chủ yếu là chơi thân lá thôi cả nhà. Mình chơi thì mình chọn với những cái cây nó đẹp, nó ưng theo cái tính chất là mình ưng cái cây đó mình ưng thôi, còn bác khác ưng thì đó là theo cái sở thích của người đấy rồi. Nên là mình chơi, mình cứ cảm nhận là mình thích cây này, mình thích
À, đẹp với mình là ok. Để mà đai châu nghinh xuân ngọc liễm. Đây là màu trắng tím cả nhà, trắng tím thái cả nhà nhá. Để mà chơi cái bông đinh xuân này là nó là đà nở, ý nghĩa nó là nó nở vào mùa xuân này, nó có mùi rất thơm. Các bác biết chăm nó chơi có thể là chơi được khoảng 45 đến 55 ngày nó mới tàn. Mình đã kích ra được một cái bộ rễ nó thật khỏe, thật vâm vào thì các bác chơi hoa là yên tâm là nó không bị rụng lá đâu. Nhưng mà các bác không quan tâm đến cái bộ rễ thì chơi xong là kiểu gì cũng mất 1 đến 2 cặp lá, đó là điều khẳng định. Vì là nó lấy chất dinh dưỡng từ những cái lá mà gọi là mình bỏ lá ấy, là nó nuôi lên vòi hoa và nó nuôi lên những cái lá trên cùng. Mình cung cấp cái độ ẩm, cung cấp mà chất dinh dưỡng nó không đủ thì là nó sẽ bỏ lá thôi. Cái gì cũng có phải cái trải nghiệm và kinh nghiệm các bác ạ. Đây tiếp theo đây là cũng là màu màu trắng tím. Màu này là màu trắng tím thái cả nhà nhé, không phải là trắng tím của hàng rừng đâu. Nó có rất nhiều màu thái, nếu mà chơi nhiều màu hoa thì các bác nên chơi màu bên hàng thái, đai châu thái. Đai châu rừng thì nó cũng chỉ một màu hoa trắng tím thôi. Thế nhưng mà cái khuôn bông và những cái điểm 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 tím ở trên cái cánh hoa nó không có bông nào giống bông nào đâu ạ. Nhìn kỹ thì cái vẻ đẹp riêng của mỗi loại nó khác nhau. Không bông nào giống bông nào. Hàng rừng thì có một cái màu trắng trắng tinh, đấy là cái màu đột biến rồi. Cái đấy thì em không dám nói vì là ít. Đấy là hàng đột biến thì nó rất là nó khó. Bình thường để mà gặp được cái bông đấy là không không có đâu. Ít người sở hữu được những cái bông đấy. Tiếp theo là vẫn là màu trắng tím cả nhà. Hôm em quay thì vào cái hôm trời mưa. Em quay lại để lưu lại những các cái bông để làm kỷ niệm và cũng là lưu lại trên kênh với những các cái cánh hoa đẹp cả nhà. Đấy cả nhà xem, nói chung là nói về các cái dòng đai châu là dòng thân lá, và hiện tại bây giờ thì có thêm thân lá thì nó có nhiều loại, nhưng mà cái hàng chơi châu này thì nó sẽ lúc nào nó cũng bình dân, nó phù hợp cho tất cả những người yêu lan có thể chơi được. Ví dụ như các bác mà nhiều tiền thì các bác mua cây to, cây đẹp hơn, cây khủng hơn, nhưng mà các bác mà ít tiền thì ta chơi cái hàng vừa tiền thôi thì cũng vài trăm là cũng có một cây để chơi rồi cả nhà. 100.000, vài chục nghìn thì cũng có một một cây để đam mê, thỏa mãn với những cái đam mê của mình. Đã gọi là đam mê rồi thì đấy là gọi là sở thích, gọi là đam mê chăm sóc. Đấy cả nhà xem những cái bông hoa nó rất là đỉnh đẹp. Mà chơi đai châu thì càng chơi càng có giá trị cả nhà, vì là nó thêm những cái cặp lá mình chăm lên đấy. Cứ năm điều kiện tốt thì ở trong khí hậu miền Nam nó có thể là được 3 đến 5 cặp lá, còn ở phía Bắc thì từ 1 cho đến 3 cặp lá, là tùy vào điều kiện, tùy vào các cái chăm sóc của từng từng bác. Đấy. Đấy cả nhà đấy, đây là màu. Cái này gọi là màu đỏ đốm cũng được, mà màu gọi là màu bò sữa cũng được cả nhà. Mùa xuân mà được một giò lan đai châu hoặc là một giò một một lẵng thôi, một chậu thôi để ra một phòng khách thì nó thơm phức cả nhà. Đặc biệt là nó thơm kiểu là nó khác với những các cái loại hoa khác, nó thơm dịu.
nói chung là rất chi là thơm. Thôi cũng tản mạn về một chút về một loài hoa Đai Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm, kênh Hoa Lan Thiện Phượng. Rất cảm ơn sự quan tâm, sự ủng hộ của cả nhà trong cái thời gian vừa qua. Cũng xin hứa với cả nhà là em sẽ sưu tầm nhiều cái mặt hoa hơn, nhiều những cái loại cây hơn để phục vụ cả nhà tốt hơn. Kính mong đại gia đình ủng hộ và cho phép kênh Hoa Lan Thiện Phượng được phục vụ tốt hơn nữa. Một lần cuối, kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin kính chúc đại gia đình ngày mới, tuần mới tràn ngập niềm vui, tràn đầy hy vọng, an khang thịnh vượng, ước gì được nấy nhé. Đấy, em bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký, còn và lượt like. Bác nào mà đã đăng ký rồi cho em xin một lượt like và được chia sẻ nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ.